khóa tu mùa hè kinh hoàng. Một vị phụ huynh cho con em đi tu tập tại một cơ sở tôn giáo, một cơ sở thờ tự. Và khi đến đón con em mình về, phụ huynh hoảng hồn khi thấy con em mình quá nhếch nhác, mất vệ sinh, người bốc mùi, tay chân đầy vết mũi đốt. Và khi về đến nhà, con em còn bảo tay bị đau. Và thật ra con em đã bị đánh tại cơ sở tu tập đó, bị bạn đánh. Và ban tổ chức biết nhưng đã giấu nhẹm sự việc thật sự như thế nào. Chúng ta cùng nhau trao đổi ngay tại đây và ngay bây giờ. Vị phụ huynh phản ánh như sau. Kính gửi các bác, khi ngồi viết lên những tâm sự này mà tay em vẫn run lẩy bẩy, đang ngồi trong viện Thiên Đức chờ kết quả chụp phim của con ngạ, vì con bị bạn dùng ghế gỗ đánh mạnh vào đầu và tay, phải đi bệnh viện đa khoa Hà Đông chụp chiếu. Nhưng ban tổ chức giấu nhẹm và không thông báo đến gia đình, nên phụ huynh có ý định đăng ký cho con tu tập ở các chùa và nơi khác, phải cân nhắc nhé. Vị phụ huynh này đăng ký cho con em mình tham gia một khóa tu mùa hè tại một ngôi chùa trong thời gian là 5 đến 6 ngày. Khóa tu này gồm có 600 tu sinh từ 9 đến 16 tuổi, cả nam lẫn nữ. Ban tổ chức dặn mang quần áo theo đầy đủ, rồi quy định không được gọi điện thoại về nhà để các bé không nhớ nhà, nhớ gia đình. Rồi phụ huynh này ngày nào cũng vào Zalo và nhóm hỏi tình hình như thế nào, thì ban tổ chức nói là bận quá không trả lời được, không kịp cập nhật đâu. Rồi thôi, ngày thứ năm tới ngày cuối cùng, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, khi phụ huynh đón con em mình về thì hết hồn khi nhìn con em không ra, người sơ xác gầy nhơm, bốc mùi, tay chân đầy vết mũi đốt. Hỏi thì con em nói rằng vì khuôn viên của nơi tu tập quá chật hẹp, thiếu nhà vệ sinh, thiếu nhà tắm, lại thiếu nước, cho nên phải nhịn tắm luôn, rồi đi vệ sinh cũng rất là hạn chế, rồi phải ngủ lăn bò lăn bò lê dưới đất, không có mùng, không có quạt, thiếu quạt, thiếu máy điều hòa, thành ra bị mũi đốt. Nhưng phụ huynh cũng tắt lửa cho qua, vì nghĩ rằng những gian khó đó cũng rèn luyện cho con mình kỹ năng sống, va đập vào cuộc sống bên ngoài, không êm đềm như ở nhà đâu con à. Và nhưng không, còn chuyện khác nữa. Phụ huynh tiếp: nhưng chiều nay em phát hiện ra tay trái của con sưng to chỗ khuỷu tay và tay cứ cong cong. Em mới hỏi thì con mới nói thật là ở chùa con bị bạn đánh dùng ghế gỗ đập mạnh vào đầu và tay. Nhưng các anh chị phụ trách bảo con không được nói bị đánh mà nói là bị ngã. Nếu không nghe thì lời bị phạt quỳ 2 tiếng. Ban tổ chức đưa con em đi bệnh viện đa khoa Hà Đông chụp chiếu và bó lẹo vào tay cố định. Con em bị như thế nhưng ban tổ chức không hề gọi điện thoại báo gia đình em tiếng nào. Kể cả hôm ký nhận đón con thì lại tháo lẹo tay ra coi như không có chuyện gì xảy ra. Em có gọi điện thoại hỏi cô Thu là người xưng là trưởng ban tổ chức thì cô lại nói quanh co. Em tức tốc đưa con vào viện kiểm tra chụp lại, phúc lỗ 70 đời, tay con không làm sao. Bác sĩ bảo bị ôm xương, đau phải một thời gian dài mới khỏi. Vì phụ huynh nói như này, nói rằng đi kiểm tra thì đúng là bác sĩ nói là có thương tích, bị ôm xương nhưng không thành cố tật, phải cố gắng chịu đau một thời gian dài thì nó sẽ lại, cơ xương khớp sẽ trở lại bình thường. Vì phụ huynh nói rằng với một khóa tu tâm mùa hè dành cho thanh thiếu niên từ 9 đến 16 tuổi là một việc cực kỳ phức tạp, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và điều kiện cơ sở vật chất rất cao, nhưng ban tổ chức đã thiếu trách nhiệm với cơ sở vật chất nhếch nhác và thiếu thốn như vậy. Tinh thần trách nhiệm và tinh thần chăm sóc trẻ em không chuyên nghiệp như vậy, để các em đánh nhau rồi phải gây thương tích, rồi giấu nhẹm phụ huynh, rồi để cho điều kiện sinh hoạt của các em thiếu thốn như vậy. Vì phụ huynh nói rằng mình chia sẻ vấn đề này để tất cả mọi người cân nhắc khi muốn gửi con em đi tu tập hay là đi tham gia các khóa kỹ năng nào đó cũng nên hết sức cân nhắc. Nói có sách mới có chứng. Vị phụ huynh còn đưa ra những bằng chứng như hình ảnh con em mình nhếch nhác như thế nào, những vết mũi đốt như thế nào, vết thương như thế nào, và kể cả kết quả kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện như thế nào. Còn về phía ban tổ chức, họ cũng đã có ý kiến, họ nhắn tin xin lỗi phụ huynh này, mong phụ huynh hoan hỷ bỏ qua. Phụ huynh à, cô mong nhận phụ huynh bớt nóng, cô xin nhận lỗi, cô xin phép được đến thăm con và đưa con đi kiểm tra cùng gia đình ạ. Cô cũng là người mẹ nên rất hiểu tâm trạng của phụ huynh lúc này. Cô cũng vừa kiểm tra ở phòng y tế và cũng hỏi họ lại rồi. Một lần nữa cô kính mong phụ huynh bớt giận và quan hỷ ạ. Cô xin phép qua nhà phụ huynh gặp để cùng phụ huynh đưa con đi kiểm tra.
cô là người có lỗi, kính mong phụ huynh quan hỷ. Cô cũng chỉ làm việc thiện, không muốn ảnh hưởng đến chùa hay quý thầy. Phụ huynh quan hỷ ạ. À, vâng rồi, phải quan hỷ thôi. À, tuy nhiên vấn đề ở đây là chúng ta có nên đưa con đi tham gia các khóa tu tập hè hay là các khóa rèn luyện kỹ năng hay là trại hè hay không? Ý kiến chúng tôi là như sau. Chúng tôi nghĩ rằng để con em chúng ta rời khỏi mái ấm gia đình, tiếp cận với xã hội trong một điều kiện có kiểm soát, có tập huấn, có training như các khóa tu tập mùa hè ở trong các cơ sở tôn giáo hay là trại hè hay là các khóa rèn luyện kỹ năng, kể cả ở trong nước và nước ngoài, điều cần thiết. Tuy nhiên chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ, xem năng lực của ban tổ chức như thế nào, tính chuyên nghiệp như thế nào, tính sư phạm của họ như thế nào, và điều kiện cơ sở vật chất của nơi tu tập, nơi training, nơi tập huấn, nơi làm mở trại hè là như thế nào, để chúng ta cân nhắc gửi con em chúng ta đi hay không. Và chúng ta thấy rằng xã hội giờ muôn màu và rất phức tạp, như trường hợp phụ huynh trên vừa nêu, đúng là những ngày của 600 em đó gọi là tu tập, nhưng thật ra là những ngày kinh quang, sống trong điều kiện chật chội, thiếu thốn về vệ sinh, chẳng có thu thập gì cả, và vừa bị bạn đánh, vừa bị những vết thương về vật chất, mà còn có những vết thương về tổn thương về tinh thần, không biết bao giờ mới nguôi ngoai. Do đó chúng tôi xin trở lại vấn đề chủ yếu, việc cho con em chúng ta rời khỏi mái ấm gia đình một thời gian có kiểm soát, với sự giúp đỡ hỗ trợ giáo dục của những người sư phạm chuyên nghiệp là rất cần thiết. Tuy nhiên để việc này thực hiện tốt đẹp cần tìm hiểu rất kỹ. Xin cảm ơn mọi người.